Chào mừng quý vị đến với bản tin 24 giờ của trang thông tin giáo phận Phú Cường. Tin Giáo hội Việt Nam Đức cha Phao Lô Nguyễn Thái Hợp từ nhiệm sứ vụ giám mục giáo phận Hà Tĩnh Đức Thánh Cha Phan Xico đã chấp thuận cho Đức Cha Phao Lô Nguyễn Thái Hợp từ nhiệm sứ vụ giám mục chính tòa giáo phận Hà Tĩnh. Theo giáo luật, tuổi hưu của giám mục là 75 tuổi. Tuy nhiên, việc từ chức này chỉ có hiệu lực từ lúc thẩm quyền hợp pháp của giáo hội chấp nhận. Ngày 19 tháng 3 năm 2021, Đức Tổng giám mục Marek Zaluski, sứ thần tòa thánh không thường trú tại Việt Nam, thông báo việc nghỉ hưu của Đức cha Phaolô Nguyễn Thái Hợp. Chữ sử của Đức giám mục Phaolô Nguyễn Thái Hợp. Sinh ngày 2 tháng 2 năm 1945 tại xứ làng Anh, Nghi Phong, Nghi Lộc, Nghệ An. Ngày 15 tháng 8 năm 1963 vào tập viện dòng Đa Minh tại Vũng Tàu. Năm 1965 đến năm 1972 học triết học và thần học tại Học viện Đa Minh Vũng Tàu và Thủ Đức. Năm 1968 đến năm 1971, học tại Học viện Văn khoa Sài Gòn, tốt nghiệp cử nhân triết học Đông Phương. Thủ phong Linh Mục ngày 8 tháng 8 năm 1972 tại Sài Gòn. Năm 1972 đến năm 1978, du học tại Reporter Thụy Sĩ và tốt nghiệp tiến sĩ triết học Tây Phương Năm 1978 đến năm 1979, học chính trị kinh doanh tại Đại học Geneva, Thụy Sĩ. Năm 1981 đến năm 1986, giáo sư tại phân khoa thần học, Lima, Peru. Năm 1994 đến năm 1991, giáo sư và giám đốc học vụ của học viện thần học Joan Paulo thứ 23, Lima, Peru. Năm 1989 đến năm 1994. Trung tâm nghiên cứu Bartolomeo de las Casas Lima, Peru. Năm 1994, tốt nghiệp tiến sĩ thần học luân lý tại phân khoa thần học Đức Mẹ Lên Trời Sao Paulo, Pazin. Năm 1996 đến năm 2004, giáo sư tại phân khoa xã hội học Đại học Giáo Hoàng Thánh Toma Aguino, Roma. Năm 2004 đến năm 2007, giám đốc học vụ của tỉnh dòng Đa Minh, Việt Nam. Ngày 13 tháng 5 năm 2010, được Đức Giáo Hoàng Benedicto thứ 16 bổ nhiệm làm giám mục giáo phận Vinh, được truyền chức giám mục ngày 22 tháng 7 năm 2010, khẩu hiệu giám mục, sự thật, sự thật và tình yêu. Ngày 22 tháng 12 năm 2018, Đức Giáo Hoàng Francisco thiết lập giáo phận Hà Tĩnh, tách từ giáo phận Vinh, và Đức cha Paolo được bổ nhiệm làm giám mục chánh tòa tiên khởi của giáo phận Hà Tĩnh tại đại hội lần thứ 11 từ ngày 4 đến ngày 8 tháng 10 năm 2010 của hội đồng giám mục Việt Nam, Ủy ban Công lý Hòa bình được thành lập. Đức cha Paolo được bầu làm chủ tịch ủy ban trong nhiệm kỳ đầu tiên năm 2010 đến năm 2013 tại các đại hội lần thứ 12 Ngày 7 đến ngày 11 tháng 10 năm 2013 và đại hội lần thứ 13 ngày 3 đến ngày 7 tháng 10 năm 2016, Đức cha Paolo tiếp tục được bầu làm chủ tịch Ủy ban Công lý và Hòa bình trực thuộc Hội đồng Giám mục Việt Nam. Giáo hội Việt Nam, cách riêng là Giáo phận Hà Tĩnh, cảm ơn Đức cha đã hết lòng vì đoàn chiên trong một phút chiếu năm 2014. Đức Giáo Hoàng Phan Cô mời gọi các tín hữu hãy tỏ lòng liên đới và cảm thông với các vị đã từng là mục tử của mình. Dù kết thúc sứ vụ cai quản giáo phận Hà Tĩnh, nhưng chúng ta luôn tin rằng Đức Cha vẫn cầu nguyện và hết mình giúp đỡ giáo hội khi cần thiết. Tin Giáo hội Việt Nam Bổ nhiệm Giám quản Tông tòa Giáo phận Hà Tĩnh Ngày 19 tháng 3 năm 2021, Đức Tổng Giám mục Mares Zaluski, Sứ Thoàn Tòa Thánh tại Singapore, kiêm đại diện Tòa Thánh không thường trú tại Việt Nam, thông báo Đức cha Louis Nguyễn Anh Tuấn chính thức làm giám quản tông tòa giáo phận Hà Tĩnh. Tiểu sử Đức Giám mục Louis Nguyễn Anh Tuấn sinh ngày 26 tháng 12 năm 1962 tại Quảng Nam, Đà Nẵng từ năm 1969 đến năm 1979 học các trường La San Mosa, La San Tape Sài Gòn, Trần Quốc Tuấn từ năm 1979 đến năm 1984 học đại học tổng hợp khoa học tự nhiên thành phố Hồ Chí Minh tốt nghiệp cử nhân toán tin học năm 1993 đến năm 1999 tu học tại đại chủng viện Thánh Du Xe Sài Gòn thủ phong linh mục ngày 30 tháng 6 năm 1999 tại nhà thờ Chánh Tòa Đức Bà Sài Gòn. Từ năm 1999 đến năm 2001, Linh Mục Phụ Tá Giáo sứ Phú Nhuận trợ giảng sinh ngữ tại Đại Chủng Viện Thánh Du Xe Sài Gòn. Năm 2001 đến năm 2006, học tại Học viện Gia đình Joan Paulo II, Đại học Lateran Nesit, Roma, tốt nghiệp tiến sĩ thần học, chuyên biệt về hôn nhân và gia đình. Năm 2006, học về đào tạo ơn gọi tại Đại học Gregoriana Roma. Từ năm 2006 đến năm 2014, Trung tâm Mục vụ Tổng giáo phận Sài Gòn, thành phố Hồ Chí Minh. Từ năm 2007 đến năm 2013, Giám đốc nhà huấn luyện tiền chủng viện Thánh Phaolô Lộc dự bị đại chúng viện của tổng giáo phận Sài Gòn thành phố Hồ Chí Minh từ năm 2007 đến năm 2017 trưởng ban một vụ gia đình tổng giáo phận Sài Gòn thành phố Hồ Chí Minh thư ký ủy ban một vụ gia đình trực thuộc hội đồng giáo mục Việt Nam từ năm 2007 đến 2017 giám đốc nhà huấn luyện tiền chủng viện thánh Phao Lô Lộc dự bị đại chúng viện của Tổng giáo phận Sài Gòn, thành phố Hồ Chí Minh. Từ năm 2009 đến 2014, thư ký hội đồng giáo mục Việt Nam giáo tỉnh Sài Gòn. Từ năm 2014 đến năm 2018, chánh văn phòng hội đồng giáo mục Việt Nam. Từ ngày 25 tháng 8 năm 2017, được Đức Giáo hoàng Francisco bổ nhiệm làm giám mục phụ tá tổng giáo phận thành phố Hồ Chí Minh. Hiệu tòa Ca Trung được truyền chức giám mục ngày 14 tháng 10 năm 2017. Khẩu hiệu giám mục này con đây. Ngày 19 tháng 3 năm 2021, Đức Cha Louis Nguyễn Anh Tuấn được bổ nhiệm làm giám quản tông tòa giáo phận Hà Tĩnh. Tại đại hội lần thứ 14, ngày 30 tháng 9 năm 2019 đến ngày 4 tháng 10 năm 2019 của Hội đồng giám mục Việt Nam. Đức cha Louis được bầu làm chủ tịch Ủy ban Mục vụ Di dân trực thuộc Hội đồng Giám mục Việt Nam. Đức Thánh cha Francisco đã chấp thuận cho Đức cha Paulo Nguyễn Thái Hợp từ nhiệm sứ vụ giám mục chính tòa giáo phận Hà Tĩnh. Đồng thời, tòa thánh bổ nhiệm cha Louis Nguyễn Anh Tuấn, giám mục hiệu tòa Catrum và đang là giám mục phụ tá tổng giáo phận thành phố Hồ Chí Minh làm giám quản tâm tòa giáo phận Hà Tĩnh. Bản tin 24 giờ của trang thông tin giáo phận Phú Cường đến đây là hết. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.